Đây em nhận cuốn tôm cho anh em nha. Đây đang cuốn cái lò bánh mì cho ông khách đây. Ông anh có ai quen ông khách này thì vô nha. Đang cuốn cái lò bánh mì. Ai bạn nhậu bạn cốt gì đó vô. Đây ông anh không có nhu cầu, chiều nay về tăng gia cái lò. Bánh cục gì đâu vô đây coi. Đây. Ông khách đang nhu cầu cuốn cái lò đang nung bánh mì. Ê tôm dậy 6 ly em nhận cuốn cho anh em nha. Anh em ở gần ở xa đều được nha. Tròn đẹp cho anh em luôn, tôm 6 ly. Bao đẹp luôn. Không đẹp mốt ngồi kế bên chửi à. Vậy là về để nắp là xài luôn đó nha. Anh Thắng giờ bạn cốt lâu lâu bạn cốt cực khổ quá về anh Thắng đãi anh Thắng ơi. Anh Phạm Thắng ơi. Tôn 6 ly nha, em nhận cuốn tròn cho anh em luôn nha. Bao đẹp chạy 2 tiếng tròn cho. Rồi vậy tròn rồi. Đây nhỏ nó ra thầy gửi ra thầy luôn. Lấy thêm cái chìa khóa 19 nữa con ơi. 19. Một cái nữa, cái trên cái dưới vẫn được.